Baby bus. Kỳ thám tử. Chắc trường Labrador. Không có vụ án nào mà chúng tôi không thể giải quyết. Go go, chào mừng bạn đến. Hãy bắt đầu công việc của hôm nay nào. Chúng ta có một vụ án mới. Go go, tôi là cảnh sát trưởng Labrador. Cảnh sát trưởng Labrador, làm ơn giúp tôi với, con tôi bị lạc rồi. Hãy bình tĩnh, hãy nói tôi biết vị trí của bạn. Tôi đang ở công viên giải trí. Tôi sẽ có mặt ở đó ngay. Cảnh sát trưởng Labrador sẵn sàng tham gia. Cảnh sát trưởng Labrador, bạn đây rồi. Tôi vừa trả lời điện thoại thì con tôi đã bị lạc rồi. Hãy tin ở tôi. Con bạn mặc đồ gì khi bị lạc? Con tôi, chú Linh Dương con. Con bé đang đội một chiếc mũ màu đỏ. Con bé đang mặc trang phục màu xanh dương. Con bé đang đeo một chiếc ba lô nhỏ màu lá cây. Bức chân dung đã xong. Hãy cùng xem video giám sát để xem liệu Linh Dương con có còn ở trong công viên giải trí hay không nhé. Bạn có thể tìm thấy Linh Dương con trên bức chân dung không? Ba ngôi sao, bạn tuyệt vời, kém gì cảnh sát trưởng Labrador. Hai ngôi sao, bạn tuyệt vời, chẳng kém gì cảnh sát Doberman. Một ngôi sao, bạn tuyệt vời chẳng kém cảnh sát Akita. Bạn hãy nhắc với nhân vật trên bức. Bạn có thể tìm thấy Linh Dương con trên bức chân dung không? Nhấn vào đây để chuyển cái tàu cướp biển. Tìm thấy rồi. Làm tốt lắm. Bạn ngầu chẳng kém gì cảnh sát trưởng Labrador. Linh Dương con đứng cạnh tàu cướp biển. Hãy cùng đi xem nhé. Linh Dương con đứng cạnh tàu cướp biển. Xuất phát nào. Đến chỗ tàu cướp biển nào. Chào bạn nhỏ, về nhà với chú nào. Chú có rất nhiều đồ chơi đấy. Tuyệt vời. Ôi không, Linh Dương con sắp đi với người lạ. Hãy nhanh chân tới đó nào. Các bạn nhỏ, đừng đi với hắn. Hắn ta là kẻ xấu đấy. Cảnh sát trưởng Labrador. Đứng lại ngay. Kẻ xấu đã trốn thoát, hãy đuổi theo hắn. Hãy trượt lên để nhảy qua vỏ chuối. Trượt sang trái và phải để tránh. Dây trượt ba tinh có thể giúp bạn chạy nhanh hơn.
Bạn đã bắt được kẻ xấu rồi. Làm tốt lắm, bạn ngầu chẳng kém gì cảnh sát trưởng Labrador. Kẻ xấu xa độc ác kia, bây giờ cảnh sát trưởng Labrador sẽ bắt giữ ngươi. Tôi sai rồi, tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Hu hu. Cảm ơn rất nhiều, cảnh sát trưởng Labrador. Không có gì, đây là nhiệm vụ của tôi. Các bạn nhỏ, hãy theo sát bố mẹ mình khi ra ngoài chơi nhé. Đừng bao giờ đi với bất kỳ người lạ nào. Tuyệt vời, cảnh sát trưởng Labrador. Cảm ơn chú. Cảnh sát trưởng, vụ đã hoàn tất. Hãy bắt đầu diễn thuyết về sự an toàn. Lệnh dương con đã đi với người lạ. Hành vi đó có đúng không? Đó không phải là điều nên làm. Hãy theo sát bố mẹ bạn khi ra ngoài chơi. Đừng bao giờ đi với bất kỳ người lạ nào. Go go!